Em thì có vợ và hai con, hiện đã ly dị nay cũng gần 4 năm. Cho em xin qua thông qua chương trình em truyền một thông điệp tới tất cả các bạn, và đặc biệt là các bạn trẻ. Khi mà mình yêu nhau, tiến tới với nhau thì hãy xác định kỹ tình yêu đó đích thực, thì hãy đến với nhau. Khi đến với nhau mà có con rồi thì có những cái mâu thuẫn hoặc là những cái xích mích, nên hãy nghĩ về con mình nhiều hơn. Bởi vì khi mà đổ vỡ ra như vậy thì cái sự thiệt thòi nhiều nhất là ở con. Bản thân đây cũng mồ côi cha từ nhỏ nên rất hiểu được cái tâm trạng là cái người mồ côi đến như thế nào. Nhưng mà gia đình anh có lý do gì mà đến mức mâu thuẫn mà không giải quyết được? Rồi, mời em ngồi. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về bản thân nha. Ưu tiên bạn nữ đi, mời em giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh, chào quý vị khán giả và chào cái anh ngồi bên kia rèm. Em tên là Lê Thị Thúy Hằng. Em là giáo viên tiểu học trường tiểu học An Bình ở Dĩ An, Bình Dương. Quê em ở Bình Dương luôn. Bao nhiêu Em tuổi? 27 tuổi ạ. Một cô giáo rất là duyên dáng, rất là dễ thương. Mời bạn trai giới thiệu. Chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Quốc Sự, 36 tuổi, hiện là giáo viên trung học thông ở Bến Tre. Dạy về môn gì? Em dạy thể dục. Em một người dạy ở Bến Tre, một người dạy ở Bình Dương. Chà, hai thầy cô này hẹn hò nhau cũng căng rồi nha. Thì mình chuyển địa chỉ về bất cứ chỗ nào đó, có thể về Bình Dương dạy cũng được, hay chuyển về Bến Tre dạy cũng được, tùy theo hai người thôi. Rồi thôi mời cô giáo giới thiệu một xíu điểm mạnh và điểm yếu của mình trước đi nha. Rồi cái chuyện ở đâu hẹn hò như thế nào mình bàn sau. Chắc em nói điểm yếu trước đi. Thì tính em nhát lắm. Hôm nay em ngồi đây là em thấy là em can đảm lắm rồi đó. Hay mất ước lắm. Hỏi chuyện gì cũng khóc được hết á. Một khuyết điểm nữa là hay quên. Chẳng hạn như là hôm bữa em cầm chiếc chìa khóa, xong rồi em đi tìm cái điện thoại khắp nơi em chẳng thấy đâu. Xong để chiếc chìa khóa trên bàn em đi tìm cái điện thoại. Khi mà tìm thấy cái điện thoại rồi á thì lại tìm chìa khóa. Về ưu điểm thì nhiệt tình trong công việc á, sống tình cảm, đối với ai thì em cũng chân thành cả. Mình chân thành quá cũng không tốt nữa. Tại vì có những người á, mình chân thành vậy mà người ta không có đáp lại á. Cho nên lý do tới giờ cũng ế. Rồi, mời bạn trai. Bản thân thì điểm mạnh thì bạn bè nó hay nhận xét cái gì cũng biết mà đi vào chi tiết thì chả biết cái gì. Thật ra thì bên các môn thể thao thì em đều chơi được tất cả các môn thể thao. Điểm mạnh của em là bên cờ vua, chơi được bóng đá. Có điểm yếu nào? Em nấu ăn dở. Bạn bè tới nhà em chỉ có được tự đến rồi tự nấu rồi xong rồi ăn rồi xong rồi về để em dọn dẹp thì được. Tật xấu nữa là em hay nóng tính. Em hay đập đồ, mà đập một kinh canh cái nào mình rẻ rẻ tiền hoặc là đập cho đựng bể. Nóng tính đập đồ mà mình có suy nghĩ lựa chọn. Tính anh nóng tính vậy nhưng mà em nhát lắm. Ai mà nói chuyện to tiếng hoặc là lớn tiếng là em sợ lắm. Vậy sau này lỡ anh hét vào mặt em hoặc là ném cái gì vào xuống đất chắc em sợ lắm. Ông mà tính anh nóng tính nhưng mà không bao giờ anh ném hoặc là anh đánh người phụ nữ nào em ơi. Đây đâu cần đánh Phụ em. nữ như là một bông hoa, mình yêu là để mình nâng niu chứ không phải để mình đánh. Thầy bên đây nhìn rất là hiền em ơi. Tình Không trường của có thầy nổi đâu. sao rồi thầy? Nghe thầy chơi thể thao dữ lắm, chắc tướng tá thầy phong độ ngon lành lắm, chắc nhiều cô đeo đuổi lắm à. Dạ, em tưởng là Việt Cường khen. Đúng vậy chị. Em thì có vợ và hai con, hiện đã ly dị nay cũng gần 4 năm. Cho em xin qua thông qua chương trình em truyền một thông điệp tới tất cả các bạn, và đặc biệt là các bạn trẻ. Khi mà mình yêu nhau, tiến tới với nhau thì hãy xác định kỹ tình yêu đó đích thực, thì hãy đến với nhau. Khi đến với nhau mà có con rồi thì có những cái mâu thuẫn hoặc là những cái xích mích, nên hãy nghĩ về con mình nhiều hơn. Bởi vì khi mà đổ vỡ ra như vậy thì cái sự thiệt thòi nhiều nhất là ở con. Bản thân đây cũng mồ côi cha từ nhỏ nên rất hiểu được cái tâm trạng là cái người mồ côi đến như thế nào. Nhưng mà gia đình anh có lý do gì mà đến mức mâu thuẫn mà không giải quyết được? Cái mâu thuẫn là cũng xuất phát từ trong cái công tác của em, vừa giảng dạy vừa công tác đoàn, thì nói chung là đi nó cũng hơi bất cập, thậm chí là có lúc là đi cái là một tuần lễ, ví dụ như trong cái dịp hè đi dẫn đội hình Niềm Tin Xanh, ví dụ thắp nến tri ân ở nghĩa trang liệt sĩ là phải đi ban đêm. Thì lúc đó thời điểm hiện tại đó thì vợ không có đồng ý là đi nhiều hoặc là ban đêm như vậy, cứ mong muốn là dạy hết
5 giờ thì phải về, nên hai vợ chồng có những cái xích mích gây gổ, rồi sau đó những bất hòa nó càng càng lớn hơn, dẫn đến người lớn khó hàn gắn. Hiện tại hai đứa nhỏ đang ở với ai anh? Bạn? Dạ, hai đứa nhỏ đang ở với mẹ chị. Đó là hoàn cảnh của anh bên đây. Thôi còn bạn gái, cái con đường tình của bạn như thế nào, bạn có thể chia sẻ cho bên đây được hiểu không? Thời sinh viên em cũng có quen một mối tình sinh viên, sau đó chuyển sang thích bạn thân của em. Hai đứa thích nhau đó, quen luôn. Trải qua 5 năm chuẩn bị đám cưới thì có những cái chuyện nó không như ý muốn á, cho nên đám cưới nó không diễn ra. Thì sau cái mối tình đó thì cũng 2 năm rưỡi rồi, cái mọi người cũng động viên là nên cho mình một cơ hội mới. À, vậy là coi như chính thức là mình chỉ có một cái mối tình 5 năm đó thôi. Dạ. Cái bạn không có ngại gì về vấn đề là bên kia đã đổ vỡ hết đúng không? Anh có thể dứt khoát được với quá khứ á, thì không sao. Tại vì ai cũng có quá khứ hết á. Quá khứ của em cũng khó quên lắm, nhưng mà em sẽ không để nó ảnh hưởng tới hiện tại như bây giờ. Không, đương nhiên nó khi đã chấm dứt rồi thì phải dứt khoát thôi. Nhưng mà ảnh thì anh vẫn còn có hai đứa con, cho nên con thì cùng mình vẫn phải qua lại để mình chăm sóc con mà, tại vì con là con chung. Cái việc đó thì em cũng chấp nhận được, tại vì một người sống có tình cảm, có trách nhiệm thì sẽ như vậy. Đúng rồi. Nhưng mà giờ anh không có đi nữa em, anh cũng hết tuổi đoàn rồi. Em 36 cũng hết. Ôi, tuổi giờ hết tuổi đoàn rồi, đâu có đi như hồi xưa nữa đâu, sợ. Nhưng mà em còn đi nhiều lắm. Ủa em đi đâu? Tại vì em cũng làm bên công tác đoàn á. Ủa vậy hả? Xong rồi em đi suốt à, thứ bảy chủ nhật em cũng hay đi lắm. Như vậy thì anh sẽ hiểu anh nhiều, bởi vì anh đã từng trải qua cái tuổi đó rồi. Rồi. Hả? Thế bây giờ anh muốn tìm một mẫu người bạn gái, một người vợ tương lai mình như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn, là có nghề nghiệp ổn định là được rồi. Nhưng cuộc đời em nhìn nó cũng tan nát hết rồi, giờ này cũng không có. Gì đầu tan nát? Đâu đến mức mà bi quan thế? Ha? 36 tuổi cũng không phải là tuổi giàu lắm đâu mà tan nát cuộc đời. À, bạn gái em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Thì mỗi người lý tưởng là công việc ổn định là được, cao khoảng 1m65 trở lên, trắng đen cũng được nữa, đừng trắng có hói chứ không trắng nổi rồi hả? Em cũng dễ lắm, nhưng mà đừng có hói kìa, đừng có hói chứ đừng có bụng bự, với lại đừng có hút thuốc. Đừng hói, đừng bụng bự, đừng hút thuốc. Thầy thể dục làm gì có chuyện bụng bự. Nhưng mà có hói không? Chút kiểm tra chứ tôi cũng không biết hói sao. Qua coi. Ủa thầy có hút thuốc không thầy? Dạ có chị. Hút nhiều không? Dạ em ít lắm. Nhưng bây giờ cái khoảng cách địa lý là hơi xa, một người Bến Tre, một người Bình Dương, thì anh nghĩ như thế nào trong cái việc hẹn hò với nhau làm sao? Nửa tháng hoặc một tháng thì em lên trực tiếp một lần. Còn cái công nghệ thông tin thì giờ nó cũng phát triển rồi, Facebook, Zalo, Tango, Viber này kia vân vân, thì mình có thể là nói chuyện thấy mặt nhau luôn. Có điểm gì anh không thích ở người bạn gái không? Cằn nhằn, có khách này kia hoặc đang ngồi với nhóm bạn này kia, về nhà thì nói như thế nào cũng được, mà cái trước mặt đám đông mà, rồi có những thái độ mà nó hơi quá lố thì ở trước đám đông. Một cô giáo mà rất là điềm đạm, rất biết cách cư xử ha, hy vọng một lát hai người trò chuyện với nhau thì sẽ có nhiều điểm tương đồng hơn ha. Thôi không có bụng bự, không có đầu hói, đừng lo nha. Anh xin chào em dễ thương. Tao nói xa mà cách lòng, em có sợ điều đó không? Em cũng sợ. Thật sự chương trình cũng không muốn cho các bạn quen xa, làm mai mối xa đâu, nhưng bởi vì cái sở thích, những cái điều các bạn thích đó rất hợp với nhau. Hai người hợp nhau lắm nên chúng tôi cho gặp nhau. Cái đó là một cái duyên mà có thể khó có ai có được lắm. Xa nhưng mà nó hiểu nhau, mà hợp với nhau thì anh nghĩ rằng nó cũng rất là gần. Như là em nghĩ là nếu như mà mình thật sự cần nhau thì cái thời gian mình sẽ có để dành cho nhau. Đúng. Còn rồi. Nếu như mà đã không cần thì sẽ chắc chắn sẽ không có thời gian. Anh nghĩ rằng anh bên đây rất là chân tình, rất là thật. Anh mới nói tất cả những điều đó ra. Tùy hai người thôi nha. Anh giờ thầm lần luôn anh luôn lên, em có cái này tặng anh. Không, cái này tặng chị Cát Tường trước. Nè em làm đó hả? Cảm ơn nè. Khéo tay quá ha. Rồi, khéo tay quá. Cảm ơn em nhiều nha. Rồi, hôm nay mình có đi với người thân không em? Em có đi với em gái với lại chị đồng nghiệp đó. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Theo như em thấy thì anh này cũng nhìn cũng được, cũng thật thà. Em muốn hỏi anh là tính chị em rất là hay dễ khóc, cho nên là em không biết là có luôn dỗ dành và an ủi chị em hay không. Anh rất là nâng niu và chiều chuộng phụ nữ. Em hy vọng là anh sẽ luôn làm cho chị em cười và hạnh phúc. Trời ơi, em gái nhỏ mà nói chuyện dễ thương dễ sợ. Rồi thầy giáo đi với ai? Dạ đi với hai em họ, có học trò, hai bạn học đại học chung ngày xưa. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào cô giáo ạ, và chào tất cả các khán giả trong trường quay. Thì em là cựu học sinh của thầy Sự ạ. Cô rất là dịu dàng,
nhẹ nhàng. Không biết là cô ngâm thơ có hay không, nhưng mà đối với cái giọng này thì khi mà đọc thơ thì chắc là hay lắm á. Em thấy thì tính cách với lại là những cái sở thích của hai người thì là khá là tương đồng với nhau. Ngại một cái là khoảng cách về địa lý thôi. Quá trình hai người hẹn hò thì có thể dùng Sài Gòn làm nhịp cầu nối. Đến thì cứ gọi em ra, em sẽ làm nhịp cầu nối đối với thầy quá. Và cô. Hay quá, học trò hay quá. Dễ thương quá. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là hai bạn nha. Kéo màn lên. Rồi, mời thầy giáo. Em chào anh. Anh có mang tí hoa thơm trái ngọt của Bến Tre đến gửi tặng em. Em cảm ơn anh. Đặc sản Bến Tre. Rồi, cảm ơn em nhiều. Em tặng anh. Rồi, em cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Rồi. Rồi, bây giờ không gian, thời gian là của các bạn. Thì anh như nãy giờ tâm sự thì em cũng biết rồi, cuộc đời anh nó cũng mấy ngày vậy rồi. Anh chỉ còn hai bàn tay trắng và con tim. Nếu em tin vào con tim của anh thì hai bàn tay anh sẽ làm nên được tất cả. Ở đây thì anh hy vọng hai bàn tay anh sẽ lật sang trang này, gọi là trang giấy mới. Ở đây anh có cái hộp quẹt, anh nhờ em đốt bật hả? Cái hộp quẹt lên giùm anh. Đốt thiệt luôn hả? Em cứ đốt đi. Thầy nhiều tài quá. Thầy còn gì tài nhau nữa không thầy? Muốn em gì? Có thể đá bóng được, em không sử dụng chân, em sử dụng đầu được không ạ? Được. Hay quá. Thế anh thấy em sao? Em rất là đẹp và dịu dàng. Trong công việc thì như lúc nãy em chia sẻ thì anh cũng rất là an tâm, nó phù hợp với anh. Bởi vì anh cũng từng làm công tác đoàn, mười mấy năm công tác đoàn thì anh cũng thông cảm và chia sẻ cho em được nếu em còn làm công tác đoàn. Dạ. Anh thấy em có hiền không? Cái này thì anh chưa biết, em mới tiếp xúc. Bữa em đi coi bói, không cái anh coi bói bảo là cái cô này nhìn vậy chứ không có hiền đâu. Chưa có chạm tới cái dây dữ thôi. Em cũng có lúc nóng giận á, nhưng mà khi mà em nóng giận vậy á thì em cần phải nói nhiều lắm. Thế anh có kiên nhẫn để nghe không? Anh rất kiên nhẫn, nhưng mà mình nói với cái thái độ mình là gọi là chia sẻ để rút kinh nghiệm, chứ đừng có nói với cái thái độ gọi là có gì đó nó không được, nói chung là chối tai á. Không, em cũng biết mà, mình nói để cho người ta hiểu mình á, chứ không phải là cãi nhau chứ chế lên. Nói chung mức lương anh thì cũng ổn định, đủ lo để cho bản thân anh và cho hai con. Ngoài ra thì anh cũng có cái nghề tay trái, gọi là cái du lịch chở khách đi câu. Chở khách là đi ghe hả anh? Chào ghe hả? Dạ. Tức là cũng có đi câu cá. Em cũng thích đi câu cá. Ở miền Tây vui lắm em ơi. Anh mời em một cái dịp gần nhất về đi câu với anh. Quê mẹ em ở Tiền Giang á, cho nên em cũng thích về miền Tây lắm. Tiền Giang là ở đâu em? Ở Cây Lậy á anh. Cây Lậy. Nếu mà sau này mình quen nhau lâu rồi đó, anh có dẫn em đi qua thăm con anh không? Cái điều này là phải do bản thân em, là em có thông cảm ở nơi anh, thấu hiểu ở cái tình cảm của anh thì anh sẵn sàng. Hầu cuối là hay nhất. Rồi. Bây giờ chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau rồi, một bên là cô, một bên là thầy. Vấn đề hai trái tim cùng chung nhịp đập hay không? Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Tuyệt vời. Nào, Thầm lấy quà của mình đi. Tại sao thầy giáo lại để tay vào tim? Dạ, con tim em đã ấm trở lại. Đã ấm trở lại. Dạ. Đừng, bây giờ nó hết bấy nhầy rồi đúng không? Nói sao bị bi quan quá, lạc quan lên chứ gì đâu. Gì mà bấy nhầy, bấy nhầy. Nhầy. Không, cái từ đó miền Tây hay dùng thôi. Yêu thương của mình như thế nào? Em muốn thứ nhất là nếu như hỏi về ngoại hình thì bạn đó có thể cao hơn em, chỉ cần bạn đó không có gia trưởng, không có tính toán, không có nói nhiều là được thôi. Nhưng mà em mong muốn bạn trai cao mét bao nhiêu? Dạ, em bản thân em cao 1m65 rồi, bạn đó có thể là cao 67 hoặc trở lên, 67 đổ lên. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Tú Trinh. Năm nay em 31 tuổi, quê của em ở An Giang. Dạ, em đang làm ở Bình Dương. Dạ, em là nhân viên văn phòng. Rồi, mời đàn trai. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào bạn nữ bên kia. Chào đại diện hai bên gia đình. Em tên đầy đủ là Phạm Văn Sinh, 34 tuổi, và em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai.
Xin đang làm gì? Dạ, nghề nghiệp của em là dược sĩ ạ. Dạ, em đang làm một công ty sản xuất dược phẩm ở Biên Hòa, Đồng Nai. Mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Gương. Dạ, điểm mạnh của em là em chịu khó và hay giúp đỡ người khác. Nhưng mà điểm yếu của em là rất là dễ tin người nên dễ bị dụ. Dễ bị dụ. Rồi, mời em trai. Dạ, ưu điểm của em á thì em sống tự lập. Và có thể là nấu ăn được. Em thích học hỏi. Với lại em biết quan tâm với mọi người xung quanh. Với lại em có thể hát cũng được ạ. Có khuyết điểm gì không? Dạ có khuyết điểm là tại em cũng cái tật em cũng ít nói chuyện. Với lại em ít cái biểu hiện cái tình cảm ra bên ngoài. Và có một số bạn thì ví dụ với tiếp xúc em lần đầu á thì có vẻ như em rất là lạnh lùng này kia. Em có mấy mối tình rồi? Em thì đã trải qua 2 mối tình chính thức ạ. Mối tình đầu tiên là thời đi học. Và mối tình thứ hai thì là cũng cách đây khoảng 3 năm. Mời đàn gái. Em cũng trải qua 2 mối tình. Mối tình của em là từ lúc em học lớp 9. Em quen xong bạn đó nghỉ học nhưng mà em vẫn học. Bạn đó muốn tiến tới hôn nhân thì em cảm thấy là nó không có đủ tình cảm để đi đến hôn nhân. Còn mối tình thứ hai của em thì bạn nam đó hơi thấp hơn em. Với lại em cảm thấy nó không hợp trong tính cách nữa. Cho nên em không đi đến hôn nhân. Như vậy là trong bao lâu rồi em đã chia tay bạn đó bao lâu? 5-6 năm rồi chị. 5-6 năm rồi. Mà 5-6 năm rồi chưa có một mối tình nào khác nữa. Dạ đúng rồi. Em cảm thấy như ở mức độ bạn bè với là em trong 5-6 năm nào em thấy thích cái cuộc sống tự do hơn. Đó. Rồi, chào em gái. Dạ, em chào anh. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn thứ nhất là nếu như họ nói về ngoại hình thì bạn đó có thể cao hơn em. Chỉ cần bạn đó không có gia trưởng, không có tính toán, không có nói nhiều là được. Nhưng mà em mong muốn bạn trai cao mét bao nhiêu? Dạ, em bản thân em cao 1m65 rồi. Bạn đó có thể là cao 67 hoặc trở lên. 67 đổ lên. Dạ, em cao 1m72 chị Vân ơi. 72. Rồi, vậy dạ, rồi. 1m72. Bây giờ bạn gái nói như vậy thì em cảm giác là em có khoảng bao nhiêu phần trăm để đáp ứng bên đó? À, nếu như mà những yêu cầu của bạn nữ bên kia thì em có thể là em sẽ được 70-80%. Anh ơi, anh có biết nấu ăn không anh? À, có biết em. Chứ em nấu ăn là tại lớp. Không sao, từ từ rồi cũng sẽ nấu tốt thôi. Vậy ví dụ như sau này mình có về chung một nhà thì anh nấu đi, em lặt gạo, em rửa chén cho. Cũng được em. Chào em. Dạ, chào chị. Rồi vậy thì em mong muốn cái người bạn gái của em như thế nào? Bạn nữ của em muốn tìm á, biết chia sẻ. Và đặc biệt em cần một điều đó là cái đạo đức. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Dạ, người để em có thể là thần tượng nhiều nhất á thì đó là chị Mỹ Tâm, cái tâm làm nghề của chị. Và thứ hai nữa là cái giọng hát của chị rất là hay. Em hát được nổi giống Mỹ Tâm không em? Có biết hát không? Em hát không hay nhưng mà em hay hát. À vậy hả? Vậy dạ. Chúc em hát cho anh nghe thử nghe. Dạ. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với chị gái và cháu của em. Chào em Linh, với chào chị Hồng Vân. Dạ, nói về Trinh á thì sống rất là tình cảm, rất là có hiếu với ba mẹ. Qua lần đầu thì mình không thể nào nhận xét được, nhưng mà nhìn thấy tính cách em nói chuyện thì cũng hiền. Theo chị thì chị thấy em nói chuyện thì được đó. Để coi hai em cho nhau cơ hội và tìm hiểu nhau đi. Rồi, cảm ơn chị. Ta đi với ai? Dạ hôm nay em đi với anh hai của em với lại một bạn đồng nghiệp cũ ạ. Động viên em đăng ký chương trình. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào quý khán giả và gia đình em gái. Em là anh trai, anh cả của Phương Sinh. Sinh thì sống rất là đầm tính, không bao giờ gia trưởng, rất là thương yêu và chăm sóc mọi người. Anh thấy em gái bên này thì cũng rất là xinh, đầm tính. Thì anh cũng hy vọng là hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi xin hết. Rồi cảm ơn anh hai. Rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Sinh. Chào em. Hôm nay anh tới đây anh có món quà anh tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Nãy em nói em tặng bạn đó bài hát đó. Dạ em hát không có hay, mong mọi người đừng có cười. Dạ. Em bảo anh nếu em là nữ hoàng, anh xin gì thì em sẽ ban cho. Sợ mẹ cha hay chuyện của đôi mình, anh nói dối thưa đây cô bạn Hồng. Đã lâu rồi cô mới vừa gặp nhau. Anh trai sao? Dạ anh thấy bạn hát cũng hay ạ. Em có tặng bạn không? Tặng dạ, hát dạ tặng có. Bạn không? Anh sẽ là dòng sông, đêm là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, đêm là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, đêm là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, đêm bước vào đời.
Rồi. Chào em. Em có điều gì muốn hỏi anh không? Tâm sự không? Em hỏi anh là anh có quan điểm như thế nào về cuộc sống hôn nhân? Anh nghĩ thì nếu như hôn nhân á thì quan trọng nhất á là cái sự chia sẻ, sự tha thứ với nhau. Rồi anh có gia trưởng không? Không. Anh có biết hút thuốc không? Không, anh không hút thuốc. Thỉnh thoảng đi đám tiệc thì cũng có thể là uống được vài lon. Dạ. Mình lấy nhau về vậy rồi có làm dâu không anh? Nếu như mà về với nhà bố mẹ thì mình sẽ ở chung với bố mẹ. Còn ở Biên Hòa thì nếu mà ở đây thì chắc là anh nghĩ là cũng chỉ có hai vợ chồng ở thôi, nếu như mình đến hôn nhân. Ví dụ như em thích cái cuộc sống ở trên đây thì sao? Thì anh cũng có xu hướng là anh lập nghiệp trên đây hơn. Hãy tiến đến và đứng gần Trinh và nói cái gì đó. Dạ. Suy nghĩ gì Trinh như thế nào? Anh thì anh có đọc một bài thơ trên mạng. Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Thì anh nghĩ và hôm nay là cái ngày và cả một buổi chiều nữa anh và em tìm được nhau, thì anh nghĩ mình có thể là mình đi nắm tay với nhau, mình tìm hiểu và đi đến tới già luôn. Vậy em cũng có câu em muốn hỏi anh. Ngày mai nắng sớm chiều tà, bây giờ anh có muốn về nhà với em không? Đó là điều đương nhiên, anh cũng rất là muốn về nhà với em. Dạ. Nếu anh không muốn thì anh sẽ không tới đây. Dạ. Rất là hợp nhau đấy. Chúng ta hãy kiểm tra lại một lần nữa xem đây có phải là một người để mình hướng tới. Sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Bên đây nhé, cảm ơn. Đấy, chàng trai này tuy là hiền nhưng mà rất là quyết liệt. Khi mà đếm tới 1, 2 là bấm rất là mạnh luôn. Bấm gần như là dùng hết cái lực mình. Bây giờ đã đến lúc chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay Trinh đi nào. Xin phép hôn người hôn đầu tiên. Anh xin phép là cho trao bạn đúng không ạ? Trên ngay sân khấu luôn đúng không ạ? Anh chưa? Cố gắng lên nha, chăm sóc mối tình này. Tình cảm gì thấy người ta hôn nhau, trong người mình cảm thấy như thế nào? Thì em ước gì mình cũng như vậy. Có rần rần trong người không? Dạ có. Có ha. Dạ. Thôi cũng được, tạm tin thôi nha. Rồi tự hai bạn tìm hiểu nha. Dạ. Rồi bây giờ nếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 1 năm. Dạ. Em định lập nghiệp trong này luôn hay gì quê? Em lập nghiệp ở đây luôn chị ạ. Dạ. Rồi mình có kế hoạch gì phát triển kinh doanh trong cuộc sống mình để mình hiện tại thì không? Em đang có dự tính ra thì cùng lập nghiệp đang ở đây. Và em thì nếu mà lấy nhau về thì tạm thời là đang phải hai người đang phải ở trọ. Còn sau này thì tại em cũng có mua được đất rồi, chưa có tiền làm nhà thôi. Tốt. Còn mua đất ở đâu em? Dạ em mua ở Thủ Đức ạ. Thủ Đức thì quá tốt rồi, còn trẻ mà. Dạ. Có cái ý chí cầu tiến trong công việc là được. Mà sao mặt láng quá vậy? Dạ em rất kỳ tính ạ. Em ra đường là bịt khẩu trang rồi mang áo khoác vậy. Em luôn chăm sóc ạ. Da dẻ em hay chăm sóc. Chăm sóc bằng cách nào? Dạ thì nói như lúc nãy em nói là em khi nào bị khẩu trang này, mang áo khoác. Dưỡng kem gì không? Kem thì em không ạ. Kem thì em không. Còn không em muốn mua kem dưỡng đi, mua cái gì cắt tường nha. Dạ. Mình hơn nữa, da mịn quá trời mịn luôn à. Dạ vậy hả chị? Chị em với nha anh. Hả? Chị em với, chị em. Chị em hả? Không, em cũng đẹp rồi. Em ơi, cho anh. Gái đẹp là bình thường mà, anh đàn trai da đẹp lắm. Em ơi cho anh hỏi em tên gì, anh nghĩ nãy giờ chưa nghe ạ? Dạ em tên Thảo ạ. Vậy hả? Dạ anh tên Tương phải không ạ? Đúng rồi ạ. Rồi, ổn rồi ha. Bây giờ gặp hỏi ý kiến người thân nha. Còn cái vụ men đó em tự kiểm tra nha. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Em chào quý vị khán giả và chào bà Nam bên kia ạ. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thảo ạ. Năm nay em 23 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Quê mình ở đâu? Quê em ở Nghệ An ạ. Hiện tại thì em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên sale. Dạ. Rồi, Nghệ An là ở huyện nào vậy em? Dạ em ở huyện Diễn Châu ạ. Diễn Châu. Rồi mời bạn trai. Đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì lời đầu tiên cho phép em giới em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Tên em là Nguyễn Cao Cường. Em năm nay 32 tuổi. Em hiện tại đang sống ở Thủ Đức mà làm việc tại Bình Dương.
Dòng Nghệ An luôn hả? Dòng Nghệ An anh ơi. Huyện gì? Em ở huyện Hưng Nguyên ạ. Hưng Nguyên đúng Hưng không? Nguyên ạ. À, là sát bên thành phố Vinh à, đúng không? Rồi anh ơi. À, anh về đó mấy lần rồi đấy. Dạ vậy. À, dễ thương quá hả? Dạ. Giọng nghe lạ lạ nha. Giọng nó hơi hơi khó nghe chút xíu không, anh. Không không có, nó nghe được nhưng mà nó hơi mềm chút xíu Dạ vậy. À, dễ thương quá. Dạ. Ê, bạn ở Hưng Nguyên rồi bạn hỏi bên kia đi, Diễn Châu đó, hai người hỏi cho xem sao. Em Diễn Châu ở đâu em? Huyện dạ. Quận tỉnh xã nào em? Em ở Diễn Trung anh. Anh biết Diễn Trung không ạ? Anh cũng có mấy người bạn ở Diễn Châu nhưng mà lâu giờ không liên lạc, cũng quên rồi. Vậy hả? Hai người hỏi thăm nhau luôn đi, rồi hỏi rủ nhau chừng nào về quê chung luôn. À, Tết anh về quê không anh? À, có em, Tết này hầu hết Tết năm nào anh cũng về quê ạ. Vậy hả? Khi nào anh về ạ? À, anh năm nay thường thì anh về sớm mà năm nay có cái việc không về sớm được nên 28 mới về em ạ. Dạ. Hỏi điểm mạnh điểm yếu nhau luôn đi. Ờ, anh có điểm mạnh gì anh? Anh điểm mạnh của anh thì là mọi người đánh giá anh là người hiền lành, thật thà, siêng năng, chăm chỉ và không rượu chè, không hút thuốc, không cờ bạc. Rồi còn không gì nữa không? Hả? Nhiều không lắm anh ơi. Nhiều không lắm hả? Dạ. Có không mê gái không? Chắc gái thì cũng phải có chút chút chứ không thì không được rồi anh ơi. Đúng rồi. Rồi vậy được. Có điểm yếu nào không? À, điểm yếu của em thì nói hơi nhanh chút xíu á. Cũng không nhanh đâu. Em thấy vừa nghe rồi đó anh. Thì em thì nói tiếng Nghệ An nên cũng hơi khó nghe. Không, dễ nghe lắm, anh dễ nghe lắm nhưng dạ, mà dạ, dễ nghe à. Rất là dễ nghe, có điều có nó điểm mềm mạnh gì chút không? Thôi. Có điểm mạnh dạ, gì hả? Không? Em trai có điểm mạnh gì không? Điểm mạnh á, em có điểm mạnh gì không? À, thì điểm mạnh mẽ có. À, thường thường em thì điểm mạnh thì em cũng nói về điểm mạnh thì em cũng không có lắm đâu. Dạ, còn không có điểm mạnh nhiều hả? Dạ, thường thường thì điểm mạnh thì như em chia sẻ cái lúc nãy thì những cái đó thì em thấy là mọi người đánh giá là điểm mạnh của em. Còn em có một cái điểm mạnh khác có tài lẻ gì không á? Ý là có một cái tài lẻ nào không? Cái giọng em nói chuyện nghe rất ngọt, rất hay, chắc hát hay lắm á, hát một bài tặng mọi người. Em đến đây thì em cũng chuẩn bị một bài hát nhưng tí nữa em sẽ hát cho bạn nữ. Đúng rồi. Dạ. Em hát cái bài về em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Chắc là em hát bài khác, cái bài đó em cũng không thuộc lời lắm. Rồi. Rồi, bạn nữ, điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu cho bên bển nghe luôn. Dạ, em được mọi người nhận xét là hiền lành, vui vẻ, hòa đồng. Em biết nấu ăn, biết làm bánh. Thì em thích trang trí nhà cửa với lại thích biết làm đẹp. Vậy là quá tốt rồi. Thế còn điểm yếu? Em hơi thẳng tính nên là nhiều khi cũng làm mất lòng mọi người ấy chị. Em có một sự hay quên nhẹ. Ví dụ như là em ở cùng bàn cùng phòng nhưng mà lâu lâu em hay lộn tên hai bàn cùng nhà ấy chị. Sao? Lâu lâu em hay lộn tên hai bàn cùng nhà. À. Dạ. Em có thói quen là hay quên chìa khóa. Nên là cứ mỗi lần đi đâu mà em quên mang chìa khóa là về là em đứng trước cửa ngắm cảnh một lúc rồi mới vào. Trời đất ơi, quên hoài vậy đó hả? Dạ, lâu lâu thôi chị. Rồi có nào quên luôn tên người yêu không? Tình trường sao? Có mấy mối tình rồi? Dạ, hiện tại thì 2-3 mùa lá dùng em vẫn chưa có mối tình nào chính thức hết chị. Chưa có mối tình nào chính thức? Dạ. Có yêu đơn phương ai không? Dạ, yêu đơn phương cũng có, những mối tình vô vơ này nọ cũng có nhiều chị. Rồi ai đeo đuổi mình không? Dạ có chị. Rồi sao không chọn được ai hả? Dạ, tại vì chắc cho chưa hợp với chị. Cứ đi uống nước, đi chơi vài hôm, một thời gian rồi là tự nhiên thấy cảm xúc chưa có nhiều ấy chị. Thế nên là không có thể tiến tới được ấy chị. Rồi, vậy còn bạn trai, tình trường mình sao em? Bên kia chưa có mối tình nào, bên đây sao đây? Em mấy mối tình? Thì nói mối tình mà sâu đậm chính thức thì em chưa có. Còn mối tình mà hẹn hò để đi chơi vậy thì cũng một hai mối tình mà chẳng đi đến đâu vào đâu cả. Có hẹn hò rồi hả? Dạ. Đi chơi hẹn rồi. Hò thì đi uống nước, đi ăn vậy. Có nắm tay chưa? À, nắm tay cũng có rồi chứ mà. Có rồi anh. Rồi có hôn chưa? Hôn thì chưa anh. Sao không hôn luôn đi? Dạ, em thấy thời điểm chưa chín mùi nên em không dám ạ.
khoảng bao lâu thì mới chín mùi? Cái đó thì phải em phải nhìn vào bạn nữ biểu hiện như thế nào em mới dám đúng không? Mới dám mới biết được anh ơi. Dễ thương quá. Dạ. Và em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Em mẫu hình của người vợ hả? Người vợ của em đó. Em mẫu hình thì em muốn là giống như chị gái em á. Chị gái em? Dạ, chị gái em ở dưới. Chị gái em? Đâu chị gái? Hai chị gái. Giống như hai chị gái luôn hả? Dạ, giống như vậy ạ. Chị gái giống y chang vậy luôn? Không, ý là nói về là ngoại hình, vì là... Là cao như thế? Dạ, về tính cách. Tính cách sao? Tức là chung thủy. Chung thủy vậy là... luôn chăm lo cho gia đình. À, yeah. Em thích người như vậy. Thích người như vậy đúng không? Yeah. Rồi rõ ràng có hình mẫu lý tưởng rồi ha. Yeah. Rồi. Để tôi hỏi bên đây, mẫu người lý tưởng em sao? Dạ, yeah, em thích người bạn trai vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm. Về ngoại hình thì cao to, có thể đen nhưng mà tuyệt đối là không hôi nha chị. Cao to đen nhưng không hôi. Không hôi, dạ đúng rồi chị. Chút nữa kiểm tra. Bao không có hôi. Anh đứng đây gần không có mùi hôi luôn. Nhiều khi dạ. Hôi tiềm ẩn rồi sao anh biết được. Em ơi, anh thì cao nhưng không được to à. Em có chấp nhận không ạ? Dạ cũng được anh. Mục tiêu ban đầu của em là cao 1m8, body thì 6 múi. Nhưng mà bây giờ mà lỡ không được 1m8 á thì thôi 1m65 trở lên được rồi ạ. Còn mà body không được 6 múi, không gộp lại thì bây giờ không có tách ra 6 múi. Không có 6 múi mà tới mười mấy múi, chỗ múi vậy đó. Được không? Có cái gì không thích, không thích ở người bạn trai không? Nói luôn đi. Dạ em không thích người bạn trai là gia trưởng, không quan tâm, không tôn trọng mọi người. Em không thích người bạn trai mà khô khan quá. Tại vì em cũng văn phòng cũng rất là khô khan rồi. Bây giờ em không thích người bạn trai của mình bạn khô khan. Bạn trai này không có gia trưởng đâu, hiền lắm. Em thấy nghe giọng nói không? Ủa là sao? Rất là hiền luôn. Không thích bạn trai làm văn phòng. Dạ, tại vì hơi khô khan đó chị. Ai nói văn phòng là khô khan trời. Em có làm văn phòng không? Em không anh ạ. Em hiện tại em làm bên giám định container. Em cảm giác em có khô khan không? Container chắc ướt á. Khô khan thì em không đâu. Em vẫn có thể lãng mạn được. Lãng mạn đó, thấy dạ. Chưa? Được chưa? Dạ, được ạ. Được ha. Em ghét nhất cái tính gì của người đàn ông? Dạ, em ghét nhất là vô tâm với gia trưởng á. Vô tâm? Dạ. Anh nghĩ bạn này không có hai cái điều đó đâu. Vô dạ. Tâm thì anh bao với em là anh không có đâu. Rồi. Bao gia trưởng thì chắc anh cũng không có luôn. Không có luôn đúng không? Dạ, vâng. Em bao luôn mà mình đây dễ thương lắm. Dạ. Đó. Bạn gái cũng dễ thương luôn. Vậy là em kiểm tra anh. Để tôi kiểm tra. Cái vụ hôi là anh Linh kiểm tra rồi. Dạ, cái gì cũng bao nhưng mà còn cái có bao manly không? Em cho chị ạ. Có bao manly không? Dạ, manly theo như em hiểu thì là phải biết uống rượu rồi là thế cờ bạc rượu. Bảy. Ai thì nói cái đó em không có. Còn nếu về man thì chắc em có. Chứ manly thì em theo em nghĩ á thì là con trai. Men không? Men thì chắc có là men bao nhiêu phần trăm? Có là 100%. 100%? Dạ, nhưng mà nói manly thì em không có. Mà dạ. Chưa hung lần nào là biết hung không? Chắc là cũng biết. Vì cái đó là gọi là bẩm sinh mà. Bẩm sinh. Dạ. Nên nhưng mà có khi nào nhìn thấy một bạn trai đẹp mà gì thích mà thích chưa? Không ạ, cái đó thì em không thích. Em chỉ thích bạn nữ đẹp thôi. À, là có thích bạn nữ đẹp. Dạ. Mỗi lần ví dụ như coi phim tình cảm thì thấy người ta hôn nhau trong người mình cảm thấy như thế nào? Thì em ước gì mình cũng như vậy á. Dạ. Có rần rần trong người không? Dạ, có. Có ha. Dạ. Rồi, cũng được. Tạm tin thôi nha. Rồi tự dạ. Hai bạn tìm hiểu nha. Dạ. Rồi bây giờ nếu được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 1 năm. Em dạ. Định lập nghiệp trong này luôn hay về quê? Em lập nghiệp ở đây luôn chị ạ. Dạ. Rồi mình có kế hoạch gì phát triển kinh doanh trong cuộc sống mình để mình hiện tại thì không? Em đang có dự tính thì cùng lập nghiệp đang ở đây. Và em thì nếu mà lấy nhau về thì tạm thời là đang phải hai người đang phải ở trọ. Còn sau này thì tại em cũng có mua được đất rồi mà chưa có tiền làm nhà thôi. Tốt. Còn mua đất ở đâu em? Dạ, em mua ở Thủ Đức ạ. Thủ Đức thì dạ. Là quá tốt rồi, còn trẻ mà. Dạ. Có cái ý chí cầu tiến trong công việc dạ. Là được. Mà sao mặt láng quá vậy? Dạ. Em rất kỳ tính ạ. Em ra đường là bịt khẩu trang rồi mang áo khoác vậy, em luôn chăm sóc ạ. Da dẻ em hay chăm sóc. Chăm sóc bằng cách nào? Dạ thì nói như lúc nãy em nói
là em khi nào cũng bị khẩu trang này, mang áo khoác này. Dưỡng kem gì không? Kem thì em không ạ, kem thì em không. Còn không ai muốn mua kem dưỡng đi, mua của chị Cát Tường nha. Dạ. Nó mịn hơn nữa, da mịn quá rồi, mịn luôn à. Dạ vậy hả chị? Chị em với nha anh. Hả? Chị em với, chị em chị em hả? Không, em cũng đẹp rồi, em ơi, nhưng mà cho anh, gái em đẹp là bình thường mà, anh đang trai da đẹp lắm. Em ơi, cho anh hỏi em tên gì, anh nghĩ lại giờ chưa nghe ạ. Dạ em tên Thảo ạ. À vậy hả? Dạ anh tên Tương phải không ạ? Đúng rồi ạ. Rồi, ổn rồi ha. Bây giờ gặp hỏi ý kiến người thân nha. Dạ. Còn cái vụ men đó em tự kiểm tra nha. Dạ. Chứ là tôi thấy anh nói 100%, tôi thấy cỡ khoảng 60 thôi. Đây hả chị? Ừ, ai biết đâu. Rồi, à, hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với những người bạn thân nhất của em ạ. Và em họ em, hồi bạn ấy lâu rồi, năm của em ấy chị. Bây giờ em muốn nghe ai đại diện cho tất cả các em. Ai sẽ là đại diện cho ý kiến cho Thảo nè. Dạ, mời bạn, người bạn thân của dạ, em. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là Hương, bạn của Thảo. Em thấy anh bên này thì cũng hiền, nói chung là cũng hợp với Thảo. Nếu được thì hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ em cảm ơn. Men không, men không? Chưa. Chưa hả? Chết rồi. Em làm sao em nói chuyện với mấy cổ coi, chứ cổ nói em chưa men kìa. Chưa men hả? Để anh hít đất cho em biết là anh có men không à. Rồi làm luôn đi. Em không thấy chị chụp cần đếm không chị Thương? Được, được, làm đi. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi được rồi, cái chuyện ập mặt dưới à. Được rồi, chị Thương hả? Mặt không biến sắc, da mặt vẫn hồng hào. Được. Đó là mới được sức khỏe thôi nha, chứ chưa khắc khỏe là men nha. Dạ. Rồi, bạn trai đi với ai? À, em đi với hai chị gái và anh chị và cháu ạ. À, hai chị gái mà nè. Dạ, chào là... gia đình ạ. Chào chị. Hình mẫu của em đó đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả trong gương quay. Em là chị gái của người bạn trai em Cường ạ. Theo em đánh giá thì bạn nữ ở bên này á, thì ngoại hình cũng chuẩn, mặt dễ thương, tính tình thì cởi mở. Em chấm là cũng được. Còn em trai em á, thì em thấy là hơi run thôi. Nhưng thật ra em là hiền lành, thật thà, chăm chỉ. Việc nhà thì rất là đảm đang. Có một số tài lẻ, ví dụ như em có thể đóng được bàn ghế hoặc là tủ kệ nấu ăn gì đó ở phục vụ cho gia đình mình, là em có thể làm được, mà làm đẹp, làm kỹ. Dạ. Thế theo em nói là đến với chương trình thì em thấy là hai cặp đôi này cũng hợp, nên là em muốn gửi cho cặp đôi này một thông điệp là chương trình bạn muốn hẹn hò đã đưa ta tới bến đò tình duyên, đôi ta cùng hồi cùng thuyền, hãy cho cơ hội được quen tròn nhau. Hay quá, cảm ơn chị. Rồi cảm ơn chị. Rồi. Vậy là hai bên người thân ủng hộ hết rồi ha. Bây giờ các bạn sẽ nhìn nhau, cảm nhận và nói chuyện với nhau nha. Rồi kéo rèm, kéo rào. Dạ. Bên đây anh có món quà, bó hoa gửi tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em tặng anh cuốn sách ạ. Dạ, cảm ơn em. Cao ha. Cặp này cao, và trai cao mét mấy? Dạ. Em cao 1m78 chị ơi. Được. Rồi các bạn trò chuyện với nhau đi. Gặp anh lần đầu tiên thì em thấy anh như thế nào, có giống cái sự tưởng tượng của em ở ngoài không? Dạ em thấy anh khá đẹp trai. À vậy à? Cũng có cảm tình. Cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em cũng xinh gái và cũng hiền lành, nhưng mà tùy mị có duyên. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ. Anh quan điểm như thế nào về tình yêu ạ?
Quan niệm của tình yêu anh là phải chân thành và phải gọi là chung thủy, không được lăng nhăng, và tình yêu phải trước sau như một. Dạ. Em thì theo nguyên tắc 3T: thương yêu, tôn trọng và tin tưởng. Vậy dạ. Những lúc mà rảnh thì anh thường làm gì ạ? Những lúc rảnh thì nói thật là anh có cái điểm xấu là anh hay ngủ. Dạ. Nên rảnh thì anh hay ngủ, nên nhiều gia đình cứ bảo là mày ngủ có gì mà ngủ hoài vậy. Nên em thì rảnh thì em thích đi chơi, mà em thích đi dạo lắm, dạo quanh thành phố vậy á. À, mà dạ. Em là không thích tự lái xe, trước giờ em toàn tự lái xe không à. À vậy thì hôm sau cho anh là người tài xế đưa rước em có được không? Dạ được ạ. Quan niệm về thế nào về hôn nhân gia đình, kế hoạch lập gia đình như thế nào? Anh thì anh nói là 6 tháng với 1 năm là tiến tới hôn nhân hả? Theo anh thì vậy, còn đang tùy thuộc vào tình yêu như thế nào. Dạ. Tình yêu mà đủ lớn thì có thể nhanh hơn cũng nên, đâu biết được. Dạ. Anh sinh năm bao nhiêu ạ? Lúc nãy anh em... sinh năm 87. 87 hả? Dạ. Em thì sinh năm 95. À 95. Em rồi. Thì khoảng 1 tới 2 năm thì có thể tiến tới hôn nhân được. Dạ hả? Em vào đây lâu chưa em? Dạ em vào được 5 năm rồi ạ. Anh thì cũng vào đây 7 năm rồi, cũng lâu đó. Dạ. Nãy nói lát hát tặng bạn nữ đó. Đến đây thì anh cùng chuẩn bị một bài hát để gửi tặng em. Trước tiên là gửi tặng em, sau đó gửi tặng anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả. Mặc dù thì anh hát thì không được hay đâu. Thường thường ở nhà chị gái thì bảo là mày hát thì như bò rống. Nhưng để thể hiện tình cảm của anh thì anh sẽ cùng cố gắng hết mình để hát một bài hát gửi tặng em. Dạ. Lời bài hát cũng là gì, những gì anh muốn nói với em đó. Dạ. Rồi xin mời. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc, anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em càng ngày bình yên. Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày. Khi màn đêm nhẹ buông xuống, anh sẽ dụ em giấc ngủ ngon. Anh sẽ như là cơn gió làm em quên hết bao muộn phiền. Anh sẽ nâng niu vòng tay ấy, không để em một ngày xa anh. Rồi. Nếu là anh thì anh sẽ cùng em đi hết con đường dài. Khi buồn đau và khi hạnh phúc, luôn có em bên cạnh anh thôi. Nếu là anh thì anh sẽ hứa, dù mai sau hay ngày bây giờ, em sẽ luôn là tất cả, em vẫn luôn chiếm trọn tim anh. Cảm ơn. Ôi tuyệt vời. Ủa em hát bài gì vậy? Em thì hả? Em hát bài gì vậy? Em hát bài Nếu Là Anh ạ. Ủa bài đó sao em hát nó đậu cuốn gì, thấy nó có vô nốt nào hết trơn. Nếu là anh thì anh sẽ đâu em ngủ đúng rất không? Rất tự tin, rất hay. Tại em cũng nói rồi, em hát cũng hay, nhưng mà vì bạn gái nên em thể hiện hết mình. Đúng. Không, đúng rồi, nhiệt tình. Bạn gái mình đã rất là siêu lòng với bài hát của em. Ha, ai buồn ngủ em hát bài này tỉnh ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Chúc mừng luôn. Dạ. Sao em cảm giác của em như thế nào? Dạ, em thấy anh hát tuy không hay lắm nhưng mà em cũng rất thích ạ. Rồi. Em muốn đáp lại ảnh gì không? Dạ tại vì em cũng hát giờ như vậy thôi, em hát giờ em hát tặng anh bài. Rồi. Đừng có níu lại em nha. Dạ. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần. Lòng muốn rời rời xa xăm, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi. Thương khói lam ban chiều, và mái tranh thơ còn nằm nôi. Đã hết rồi ạ. Đây là một cặp song ca sóng thần. Hai bạn hợp nhau, nói chung là
Hát thì vui ha. Dạ. Nói chung là rất là dễ thương, có duyên lắm á. Dạ. Rồi bây giờ là chúng ta hãy nhìn cho, nhau cho nắm tay chút và đi, chúng ta cảm nhận chút xíu về tình yêu nào. Cho nắm tay cái đi, chưa có yêu nhau lần nào, chưa có tình đầu tình cuối. Nắm tay thiệt chặt, nhìn kỹ vào mắt nhau xem có rung động gì hay chưa. Dạ. Nghe nghe thấy con tim em cũng nói với cổ á. Anh thấy con tim em anh cũng rung lắm rồi, cũng nói như cũng muốn gọi là nhảy khỏi lồng ngực của anh rồi đấy. Em cũng phải hơi rung rung. Em nghĩ là hôm nay mình tên đây là một cái duyên, chúng ta hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn. À, theo anh cũng nghĩ vậy. Dạ. Được chưa? Dạ, dạ rồi chị. Rồi. Rồi, trở về vị trí đi bạn. Và xuống đi em. Dạ. Nói chung á, theo nãy giờ quan sát thì hai bạn rất là hợp nhau ha. Đây. Về cả tính đây. Tình mỗi người có thể bổ trợ cho nhau rất là nhiều. À, anh nghĩ rằng đây là một cặp đôi rất là xứng đó. Ha. Rồi, bây giờ mình sẽ có 30 giây để nhắm mắt lại suy nghĩ và quyết định. Chuẩn bị. Rất dễ thương. Suy nghĩ thật kỹ nha. Mặc dù là ít phút ngắn ngủi trên sân khấu nhưng cũng đủ để chúng ta cảm nhận được rằng trái tim chúng ta có rung động hay không. Bởi vì khi bấm nút là chúng ta hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Thật sự rung động thì mới bấm, còn nếu không chúng ta đừng bấm. Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, bây giờ mới nắm tay thật sự nè. Đã. Xin phép nhà gái hôn đi. Em xin phép bên nhà gái cho anh được hôn em. Không cho. Hôn em nào? Hôn em Thảo ạ. À, chứ đây hôn em với em với đó chết luôn à. Rung quá hả? Dạ. Nụ hôn đầu tiên với hôn kỹ là chút xíu nữa. Dạ, lâu chút nha. Hôn lâu chút xíu. Nụ hôn đầu tiên đó, bắt đầu. Từ từ. Khoan, để nguyên, để nguyên. Dạ được rồi. Thấy sao? Thấy thơm anh. Rung động cho em. Dạ, cũng hơi rung rung rồi chị. Cặp này rất là xứng đôi đó. Để mọi thứ cũng có gương mặt giống nhau lắm đó. Dạ. Cố gắng rồi. Nha. Dạ. Hy vọng rằng nha. Mùa xuân này hai bạn sẽ cùng nắm tay đi về quê. Dạ. Hưng Nguyên với Diễn Châu cũng sát bên nhau mà ha. Dạ.